bên chị. Đến hàng lại lên, Ngô Dũng lại về trong sự nô đức của tất cả ngành nam trên cả nước nói chung và gia đình nói riêng. Năm nay cũng là sự quay về của chu kỳ 2 năm một lần, gia đình tổ chức Trại Dũng kỷ niệm ngày xuất gia của đối tượng Phụ cho toàn ngành nam của ban gia đình. Và để chuẩn bị cho không khí đó thì ở tất cả các đơn vị trực thuộc, anh em đều rất là háo hức và chuẩn bị cho cái ngày. Kính thưa quý anh chị, tôi vừa gặp được anh liên đoàn trưởng của đơn vị Đức Phương. Xin anh cho biết rằng là anh cũng cho biết là tinh thần đang chuẩn bị cho Dũng 2022 như thế nào. Thì nói chung thì cũng như các đơn vị khác thôi, thì anh em cũng rất là cấp tổng chuẩn bị cho cái Trại Dũng, tại vì đó là một cái trại truyền thống mà. Tuy nhiên là cái thời gian nó quá hạn hẹp, do đó cái việc chuẩn bị của các anh em nói chung là cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà trên cái tinh thần thì tất cả vì cái chung, thì bằng mọi giá mọi cách thì những cái gì mà đã phổ biến thì anh em phải cố gắng để mà hoàn thành. Tuy rằng là một số chi tiết có thay đổi nhỏ nhỏ từ cái phương kỹ thuật, nhưng mà anh có cảm tưởng gì thì nhìn chung thì cái cột cờ này á, thì nói chung là đến bây giờ thì vẫn chưa có hoàn chỉnh, nói chung là nó chưa hoàn chỉnh, thì có một số chi tiết về kỹ thuật thì chắc phải hoàn chỉnh từ đây cho đến lúc này để cho nó đẹp hơn, nó sắc sảo hơn, xứng đáng là một cái cột cờ, đó là cái công trình chung. Kính thưa quý anh chị, đây là anh Quảng Hưng, Trần Đông Hiệp, đoàn trưởng Hồng Nam của Đức Phương. Và anh là người chịu trách nhiệm điều động thi công cột cờ của Dũng 2012 gia đình. Kính thưa quý anh chị, đây là một mô hình cột cờ đã được ban quản trại Dũng 2012 duyệt. Đây là mô hình của một ý tưởng từ một cái búp sen. Và nó còn có hai cánh sen sau và hai cánh sen trước. Đây là một cái cột cờ đẹp, không quý anh chị ha. Và mong rằng là cái cột cờ này sẽ là cờ xanh trắng tung bay vào ngày Trại Dũng và sắp tới. Ngoài công trình trại riêng của đơn vị và Đức Phương còn đảm trách thêm, đó là công trình cột cờ này rất quan trọng, bởi vì đó là cái nơi là cái lá cờ sen trắng của ba những gia đình tung bay trong ngày này. Và với những ý niệm như vậy thì Đức Phương, các anh em Đức Phương đã cố gắng rất là nhiều. Xin chúc cho Đức Phương luôn luôn vững mạnh, lúc nào cũng là một cái tiêu chuẩn của khi mỗi khi trạng trở về. Đức Phương luôn luôn đồng hành như vậy, cho chúng tôi có những hình ảnh thật là thú vị. Cảm ơn.
chúc anh em phóng viên gặp được cái nhiều cái thành viên trong cái quá trình công tác của mình cũng được các bạn nhé. À, chúng tôi cũng đã gặp trắc trở một chút, qua đây là trắc trở nhỏ thôi. Xin chào nha. Nơi mà tất cả các lễ lượt của Trại Dũng sẽ được xảy ra. Đây là một công trình rất là công phu và tốn kém đồ sộ, đã được quý anh trong ban quản trại duyệt y. Và hôm nay đây, sáng hôm nay chúng tôi đã được phục kích ngay tại tu viện Mẫn Đức để mà chúng ta cùng tìm lại thi công các anh em như thế nào để chuẩn bị cho cái phần sự này. Thưa anh, thực sự thì cái làm cái lễ đài này, cái trách nhiệm chính là của Đức Liên. Tuy nhiên là nó là một sự đóng góp rất lớn của các gia đình trong cụm, ví dụ như gia đình Phật tử Đức Tâm, gia đình Phật tử Đức Minh, gia đình Phật tử Đức Dũng và gia đình Phật tử Đức Liên. Theo đánh giá của hầu hết các anh trong ban quản trại thì lễ đài năm nay là một lễ đài quy mô và đồ sộ với cái thiết kế 3D của đài lên và thì như anh nói là đã bắn một số đêm như vậy đó hay là có ảnh lớn khi mà chúng ta lên trại? À, thực sự thì nếu đông thì anh em sẽ làm tinh thần có vẻ ấn chân hơn, còn nếu ít như hôm nay sáng nay thì có tất cả là 8 anh em ở đây cũng sẽ làm được không thể gì cả. Hôm nay sẽ lên cung hoàn toàn xong rồi mình ráp ra từ cái chuột bộ phận là lên khi lên đất lại thì chỉ ráp lại thì không có gì là quá khó. Tại vì theo người ta Đức Liên đã nhiều năm đã làm cái công trình này rồi, nên là không phải là gì quá khó khăn với đúng. Đức Liên là đơn vị mà chuyên làm chuyên trị lễ đàn. Thì lễ đài năm nay kích thước bề ngang bao nhiêu anh? Báo anh là cái bề ngang là 48, bề sâu là 3.6 m, bề cao là cái sàn là 8 tấc, chiều cao của mặt tập là 1.4 m. Thì hy vọng là người cái kết cấu đã thiết kế và được ban dẫn mi thì khi lên lấy đất trại xây dựng xong thì sẽ làm hài lòng cũng như là mong mỏi tất cả ba quản trại cũng như đoàn sinh của Trại Dũng.
trong cảm tưởng. Thực ra thì cái chuyện anh em người Nam khi mà có thể bật được vấn đề lãnh nào thì sẽ dùng thì phải làm ra mà có thể là không bằng người khác nhưng mà điều đó nó để làm mình phát triển. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái nhận thức là mình kém và tài dụng đúng nghĩa cái dụng và tất cả mọi chúc cho tất cả cho ban toàn cho ban tổ tại là sẽ chính là dụng có một cái cải thật là chúng ta chúng ta truyền cho anh em gia đình để đoàn kết lên mà là Việt Nam đầu tiên lúc nào cũng vững mạnh và luôn luôn là đơn vị chủ nhiệm về lễ đài. Thưa anh, rất cảm ơn và lời chia sẻ của anh là nhưng mà hy vọng rằng là chúng ta muốn liên không thể làm không những làm không những lễ đài không mà có thể làm những công việc khác nữa. Nhưng mà hy vọng là cái sự nhận của anh được tận cảm ơn anh dạ. Đơn vị rất mạnh trong gia đình và đã được giao trọng trách làm đại đuốc nơi mà ngọn đuốc dũng được truyền thừa và cháy sáng ở hai ngày trại. Và bây giờ xin mời quý anh chị em chúng ta cùng theo chúng tôi đến phỏng vấn một số anh em và thưởng lãm nhé. Ban diễn gia đình cũng là đoàn trưởng đoàn phía Nam của Đức Chơn. Xin chào anh. Xin lỗi là đến một buổi chiều đã trễ, tuy nhiên là thấy không khí của anh em còn rất là háo hức cho các ngày trải qua, đặc biệt là trong tình chung của đoàn trại diễn năm nay đó là Đức Chơn chịu trách nhiệm với đại quốc là cái nơi rất quan trọng của mọi người được cháy suốt trong ngày. Với tinh thần như vậy thì có một điều rất lạ là tại sao năm nay Đức Chơn cũng nhận kính thưa với anh thì nhất là vấn đề đài đuốc thì do mỗi năm thì Đức Chơn thiết kế có một cái đài đuốc và những cái đài đuốc đã được định sẵn dựa trên cái hình hoa sen mà hiện giờ năm nào cũng phải Đức Chơn đã giữ và lưu giữ lại và bảo quản rất là tốt và hướng dẫn. Nhân tiện đây thì đơn vị Đức Chơn nhận công trình này cho là công trình chung của ban dẫn cho Trại Dũng năm nào này ha. Trại Dũng ở đây năm nay ban quản trại cũng có một cái chuyện mới, thứ nhất đó là
Đại Dũng được xây dựng trên tinh thần hiệp hòa. Đây là cái tinh thần chủ đạo chung của trại của mình. Cho nên cái đó là tượng trưng cho thống hoài. Đó vậy thì chúng ta thiết tấu thêm, nhưng mà cái chủ đạo chung là cái đại hiệp hòa của mình. Đó là cái mà tiến hành Đại Dũng luôn luôn thể hiện trong cái trại, để cho nhắc nhở tất cả các anh trong ban quản trại, các em và học sinh luôn luôn hướng về tinh thần này. Đó là tinh thần chủ đạo của trại. À, chào anh Hùng. Dạ, chào anh. Được biết là anh đoàn trưởng đoàn thứ nhất thì anh Hùng là thầy em. Thì anh Hùng có thể cho biết được là cái đứng từ nơi nào mà có được Đại Đuốc theo ý tưởng của năm nay á, khác với 2 năm trước là em đã lên 4 phương án luôn để mà cho ban quản trại duyệt. Thì 3 phương án trước thì hình tượng nó là một cái HSP mà cho nó câu bút lên, nhưng mà do cái điều kiện là các anh không thể nào leo lên để mà chấp, để mà bút là tháo đuốc xuống để mà thổi tắt, cho nên em phương án cuối cùng á là sẽ chọn Đại Đuốc Lục Hòa. Và nó có 4 tầng, một tầng bằng dưới và 2 tầng hai bên, và tầng cuối cùng là tầng 3 này cho nên đứng lên nó dễ dàng hơn. Đây là tầng thứ nhất đây không? Dạ, tầng nhất là ở trước này, trên này. Tầng thứ hai là hai bên và tầng thứ ba là tầng cao nhất. Đuốc là cái tinh thần, cái gì đó cũng hiện sinh. Cho nên là từ trước mình nhận đuốc, chăm đuốc là đại trưởng đúng không? Dạ. Cho nên là nghĩ rằng là với tất cả kỹ thuật và công sức thực sự của đội trên, nghĩ rằng không chỉ đem đến một cái trở là đẹp mà còn là sự kỹ thuật tốt và làm cho cái vị khách đuốc nó được mình mong là mong là như vậy. Bạch Chư Tôn Đức, thưa quý vị là toàn thể của anh em, như vậy là chúng ta đã đi qua một vòng một số đơn vị chủ lực chịu trách nhiệm trong những công trình trại chung của Dũng 2012 gia đình năm nay. Thật sự mà nói, thời gian không cho phép, cho nên chúng tôi không thể đi hết để mà chúng ta thưởng lãm cái không khí chuẩn bị của khách từ từng đơn vị cho đại Dũng năm nay. Nhưng mà biết chắc một điều rằng là ở đâu cũng có tinh thần như vậy trong cái mùa này, ở từng đơn vị, cho dù là nhỏ nhất hay là cho dù là một đơn vị vừa mới thành lập, ví dụ như Đức Viên, Đức Pháp hay là Đức Thành hay Đức Tạng. Để thưởng lãm được điều đó, chúng tôi nói như thế nào thì chắc có lẽ là trên trại sẽ là một cái cuộc mục kích mà chúng ta có thể thấy về điều này. Để kết thúc một cái vòng các đơn vị chuẩn bị cho công trình chung như vậy thì chúng tôi chỉ muốn nói một điều rằng là ngọn lửa Dũng đang càng ngày càng tới gần và càng nóng và càng nhiệt lực hơn nữa đối với anh em chúng ta. Xin hẹn là một kỳ Đại Dũng thành công và viên mãn đầy nhiệt huyết của lần này.